Bữa nay mình sao cho khách nào vậy anh? Mình sao nội ô nè em? Mà em nghe nói nội ô free ship mà anh. Đúng rồi em. Hey mọi người, cùng Huy Nam đi gấp bàn ăn nha. Đi qua chợ em mình là tới nhà khách rồi nè. Khu dân cư 3A kế ngay nãy anh kêu nói cái nào nhẹ. Hôm nay anh xếp chim xó gì mà thấy khô quá trời. Sản phẩm bữa nay là bộ bàn ăn quốc dân. Bộ bàn ăn chân chữ A 1m2 và 4 ghế lớp trám và sản phẩm bestseller của Huy Nam. Bắt tay và lắp ráp thôi nào. Mặt bàn đá là ceramic 1m2 ngang 70cm. Ưu điểm của mặt bàn có độ cứng rất tốt, chống thấm, chống nứt, chống cháy. Anh khách check lại mặt bàn đấy ạ. À, rất hài lòng anh chị ạ. À, tiện đây Huy Nam cũng hướng dẫn anh chị cách ráp ghế ăn nhập khẩu. Bắt 4 con mua lông tại điểm rang có sẵn trên ghế, vậy là ghế chắc chắn rồi nè. Các mã ghế khác cũng mắc tương tự nha anh chị. Ghế bọc da BO may quả chám sẽ ngồi thoáng hơn, chân ghế được sơn tĩnh điện, có chụp inox mà very xịn sò. Cùng nhìn lại bộ bàn ăn nào. Anh chị nhớ follow kênh chúng em nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.